Bất động sản Phan Hảo và Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại đường tỉnh lộ 44B cũ nha quý anh chị. Thì mình cách cái tỉnh lộ 44B mới đang mở rộng 36m kia khoảng tầm 100m hơn 100m ha. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem. Thì lúc trước đường này là đường tỉnh lộ 44B nha quý anh chị. Nhưng mà bây giờ đổi tên là Nguyễn Hữu Cảnh rồi ha. Thì đường tỉnh lộ 44B đó là đường huyết mạch kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị. Đi về Bà Rịa, đi ngang qua vị trí của mình là xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu ha. Đi về biển Phước Hải. Vị trí của mình cách biển Phước Hải khoảng tầm 3 km thôi. Và cũng là đường tỉnh lộ 44B đó là cũng là hướng đi về Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận ha. Thì hôm nay em có cái sản phẩm muốn gửi đến quý anh chị là cách cái đường 44B cũ này đi vào đây khoảng tầm 50m nha. Đi vào đây nha quý anh chị. Một lô đất cho anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Cách cái tỉnh lộ này khoảng 50m thôi quý anh chị. Đi vào đây. Thì tổng diện tích lô đất của mình là 777m². Đó, bán mặt tiền đường bê tông này là 9m2. Sâu vào trong là 48m. Nở hậu là 18m nha. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ. Chủ đã lên là 150m thổ cư rồi quý anh chị. Mà giá chỉ có 1,7 tỷ thôi. Rất thích hợp cho anh chị làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha. Đường này là rộng thoải mái luôn, ô tô vào tới nơi ha, điện nước đầy đủ, nằm trong khu dân cư đông đúc, tiện ích xung quanh, trường học, chợ, ủy ban là trong phạm vi khoảng tầm 1 km đổ về thôi nha quý chị. Đây. Trên đất của mình là có nhà cấp 4 cũ ha, thì em cũng xin nói luôn là mình là chủ đất là chủ yếu bán là bán đất thôi, tặng nhà cấp 4 ha, chủ bán vị trí đất thôi, đây nha quý chị. Sát với đường tỉnh lộ 44B cũ luôn ha. Đây. Bám mặt tiền đường từ cái vị trí này qua ngay đây là 9m2. 9m2 ha. Sâu vào trong là 48m. Nở hậu là 18m, chủ đã lên là 150m thổ cư rồi. Tổng diện tích là 777m². Giá chỉ có 1,7 tỷ thôi nha. Thì trong đất hiện tại là chủ đang đi công việc nên là khóa cổng rồi nha quý anh chị. Thì chủ bán đất thôi chứ nhà hồi xưa quý anh chị ha, nhà hồi xưa. Đây nè, đứng đây mình thấy bờ rào chủ là bao quanh hết bờ rào rồi nha. Xây bờ gạch bao quanh đất hết rồi nha quý anh chị. Nên là quý anh chị an tâm. Thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mà giá chỉ có 1,7 tỷ thôi. Đất của mình là quay về hướng đông nam, hướng cực kỳ mát mẻ nha quý anh chị. Anh chị nào mà hợp hướng đông nam, đang tìm sản phẩm gần biển Phước Hải thì inbox liền cho em nha. Quá là rẻ luôn. Bây giờ em sẽ quay ra đường tỉnh lộ 44B mới đây ha. Cho quý vị xem. Ở đây thì điện nước đầy đủ rồi. Khu dân cư. Rẽ trái xuống đây là đi về biển Phước Hải quý anh chị nè. Mình đi cách biển Phước Hải khoảng tầm 3 km, đi khoảng tầm 5 phút là đấy nè. Ra đây là tới đường tỉnh lộ 44B mới rồi quý anh chị nè. Đây là tỉnh lộ 44B mới ha. Đấy. Hướng này là đi về trung tâm thành phố Bà Rịa, về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ha. Xe Hoa Mai Toàn Thắng, xe khách là đi ngang qua đây luôn nha quý anh chị. Hướng này về biển Phước Hải này, đi 3 cây ha. Rồi anh chị nào quan tâm cái sản phẩm thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu thì inbox cho em. Để em quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn nha. Ở đây là cái bản quy hoạch của mình quý anh chị ha. Thì nhà của mình là phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị. Thì hiện tại là chủ đang cấp đổi sổ mới, lúc trước là sổ đỏ nhưng mà bây giờ đang cấp đổi là sổ hồng ha. Chủ đang ra nha quý anh chị. Thì bây giờ mình đặt cọc rồi khoảng tầm 1 tháng là có sổ mới nha quý anh chị. Ngang 9m, sâu 48, nở hậu là 18m này. Tổng diện tích là 777,3m² ha. Đất ở nông thôn hết nha quý anh chị. Rồi anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm để làm nhà vườn nghỉ dưỡng gần biển Phước Hải thì inbox cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên không cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.